Đạt, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Minh Tân để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thu các khoản thu đối với học sinh đầu năm học 2017-2018 có dấu hiệu vi phạm và báo cáo thông tin thiếu trung thực. Việt Nam Next Top Model Ostar 2017, câu chuyện về cao ngân vẫn không ngừng thu hút rất nhiều những bài viết được chia sẻ trên các trang báo và mạng xã hội. Nguyên nhân là do những hình ảnh có phần gây gò trong đêm Chung kết của cô người mẫu trẻ đã nhận được nhiều chỉ trích hay thậm chí là miệt thị từ cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng đã.